Dạ vâng, Tiến Bạch Thân Nông xin kính chào toàn thể quý vị và các bác. Và video ngày hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2024, và BM tiếp tục lên sóng giới thiệu cho các bác tham khảo một mẫu máy cưa xích. Và mẫu máy cưa xích hôm nay giới thiệu là một mẫu cưa xích đến từ hiệu Estil, máy của Đức nha các bác. Và có model nó là Estil 028AV. Với mẫu này nó thuộc hệ phân hệ cưa khai thác tầm trung nha, làm cường độ cao, làm chuyên nghiệp với tầm phân khúc tầm trung. Với mẫu này thì piston nó là 42 ly nha. Với phiên bản 028AV ấy, thì có rất nhiều đời phiên bản khác nhau. 028 Super này hoặc là AV. Với bản Super thường là 47cc, còn bản này bản AV nha. Với con này thì 43cc, nòng này là 42 ly nha các bác. Con này công suất của nó nếu mà quy ra thì tương đương với con Etin 024 hoặc con Etin 250 nha. Tương đương với Etin 250 hàng mới trên thị trường các bác đang mua được. Đó, nhưng mà con này nếu mà nói về độ bền, chất lượng thì nó vượt trội hơn hẳn. Đầu tiên phải nói về nguồn gốc xuất xứ. Con này là máy Đức nha các bác. Đa máy Đức mà nó lại thiết kế là kiểu hệ cưa khai thác chuyên nghiệp, làm cường độ cao. Thế nên là con này các bác có thể thấy toàn bộ chất liệu trên máy đều bằng hợp kim nhôm nha. Ốp lam bằng hợp kim nhôm này, lốc máy bằng hợp kim nhôm này, rồi trục giật bằng hợp kim nhôm này. Thì cả hệ thống bình xăng cũng bằng hợp kim nhôm luôn nha các bác. Đấy. Con này tuy là hợp kim nhôm thế là cân nặng nó cũng nặng hơn những con máy bình thường. Con này phân khúc tầm trung, cân nặng con này là 5,6 kg nha các bác. 5,6 kg này, thông số kỹ thuật nó 43cc. Đấy. Cân cả lam xích như con này hiện tại cả lam xích loại 4,5 làm đầu nhông, và xích 325 này nữa thì nó tầm khoảng 6,5 kg. Con này thì đã cân nặng tầm 6,5 kg. Về kiểu thiết kế của máy này nó tương đương, nó kiểu sàn sàn giống 038 nha các bác để ý. Cái kiểu thiết kế nó 038 nó giống như một 038 thu nhỏ lại. Đấy. Đồ làm phụ tùng thì vẫn có một vài chi tiết xài chung với 038 như ốp lam hoặc bơm nhớt nhông nhớt nha. Đấy. Còn đâu thì nhiều chi tiết còn lại vẫn có mới. Hiện tại bên em thì dòng 028 này phụ tùng vẫn có mới nha các bác. Nó nhiều. Ví dụ điện có mới này, chế có mới này. Rồi cả bình xăng có mới nha các bác. Đấy, bô biết có mới. Với mẫu 028 này chuyên cho công việc khá tầm trung. Gỗ của các bác được kiếm tầm 30 trở xuống nha. Làm hợp lý. Hoặc là bác nào mà chạy làm tầm 60 quay đầu thì con này ok. Con này chạy 57, 58 là không được. Bởi vì con này không mạnh như 038 để mà mình chạy 57, 58. Con này chạy thì 56 quay đầu thôi. Và hiện tại trên máy con này làm 45 mà các quả 40 nha. Làm xích nguyên zin quân bản, làm đường nhông và xích thì xích 325 nha các bác. Làm xích nguyên zin quân bản rất là đẹp. Đấy. Làm xích nguyên sơn nguyên chữ. Tháo sơ sơ cho các bác thấy bên trong này. Đấy, con này sử dụng hao chân lam nha. Máy móc thì cam kết cho các bác nguyên zin quân bản tường toàn bộ từ A đến Z ngoại trừ hai ốc lam nha. Đấy. Nó rõ luôn nha. Hao lam này hao lam mới, bởi vì hao lam của nó nguyên zin quân bản là ốc lam 13 ly. À, ốc lam khóa 13, còn em lên cho khóa 19 cho giống với những con máy 038 cho thông dụng. Đấy, bên trong này, ốc lam này, sơn xếp nguyên bản nó hết nha. Đấy. Với mẫu này lốc và lốc kim nhôm, thế nên là trình dạng nổ sơn thì không thể tránh khỏi nha. Đấy, nó có thể có xe sức một xíu đây. Lam. Con này thì nếu mà nói về hình thức thì nó đạt mức tương đối rồi, chứ không phải đẹp xuất sắc nha. Con này xuất sắc tầm giá tầm khoảng 5,5 triệu. Còn những con này lại đang được BM bán giá là 4,8 triệu nha. 4,8 triệu máy móc nguyên zin nguyên bản toàn bộ từ A đến Z luôn. Đấy, sơn xích nguyên bản nó hết ạ. Nòng hơi nguyên zin nguyên bản nha. Đối với dòng cưa giá trị cao thì bác nào mà kiểu khó tính đến vấn đề nguyên zin nguyên bản hay không ấy, thì BM sẵn sàng mở cho các bác xem nha. Bác nào lăn tăn cục điện con zin hay không ấy, em mở cục điện cho các bác thấy luôn. Bác nào lăn tăn nòng bạc piston em mở nòng bạc piston cho các bác coi luôn nhá. Đấy. Cái gì cả đó phải rõ này. Đấy. Máy này em báo các bác là nguyên zin nguyên bản thì các bác không phải lo vấn đề gì cả. Đấy. Chế con này thì số chế Iceland nha. Ốc thì sang đó găng tì đây. Đấy. Bên trong Etin nha. Máy chính hãng mọi chi tiết đều là chữ Etin. Nòng 42 ly nha. Và con này là 43cc. Chuyên nhân về khai thác tầm trung làm cường độ cao. Dòng này nói yếu mà nói về độ bền ấy, nó bền hơn 025, 250. Thậm chí bền hơn cả 024 nha. Nhưng mà có điều là con này nó nặng hơn 024 với 250 một xíu. Đấy, bởi vì toàn bộ máy nó thiết kế bằng kim nhôm. Đấy, công tắc này. Lên trên cùng công tắc này. Ốc thì xương gió ở đây nha các bác. Ok. Con này bên Nhật chạy khá là ít nha. À, các bác có thể thấy chuông khế của nó này. Nguyên dưới con bảng này, chơi mòn luôn nè. Sơn xiếc nguyên bản hết nha. Dòng này lốc lốc nhôm nên là tình trạng nổ sơn qua thời gian thì không thể tránh khỏi nha. Còn về máy móc thì em bao các bác cả cam kết nguyên zin nguyên bản.
và chất lượng phần trăm máy nó phải đạt tầm 85-90 nha. Và về hình thức thì em không thể bao cho các bác là 90% được, vì mấy dòng lốc nhôm ấy thường qua thời gian nó sẽ bị nổ sơn. Còn ví dụ như con máy này bị sang bằng nhựa, ốp dần bằng nhựa ấy, thì có để 10 năm, 20 năm sau ấy thì cái lớp sơn nó không bao giờ có, nó không có lớp sơn thì tất nhiên nó không bị bong chóc như thế này. Còn này thì nó bằng kim nhôm, nó có lớp sơn trên. Rồi, 028 AV nha các bác. Test thử cho các bác nghe tiếng máy ấy. Tám nha các bác, 4.8 giá bao ship tận nơi nha, bảo hành 6 tháng nha các bác. Bác nào có nhu cầu mua và đặt hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0362 820 840 để đặt hàng nha. Bây giờ xin chào và hẹn các bác ở video tiếp theo.